Chào các em, chào mừng toàn thể anh em đã đến với Toàn Em Cùng Audio. Tiếp tục lên sóng bộ combo sản phẩm đẩy vàng chất lượng của nhà Lê Công Tích nha. Ngày hôm nay chúng em lên sóng đây là một trong bộ combo sản phẩm rất là cần thiết cho anh em nâng cấp giảm âm thanh gia đình. Và muốn hát cao kỳ gia đình này, muốn nghe nhạc này, muốn trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Cho em lên sóng phụ bọn anh em đẩy Lê Công Tích LA650 phiên bản đẩy 2 kênh với 600 lát một kênh kết hợp với một con vang cơ lai số được tích hợp tính năng lưu chế độ lưu mốt echo thì vật có cả chống ngú điều khiển cái mốt thông minh và giá khuyến mại đặc biệt bên cửa hàng em xả hàng đó là 4.400.000 đồng cho một combo sản phẩm ngày này. Bên cửa hàng em lên sóng phụ quá chỉ với 4.400.000 đồng thôi nhưng các anh em sẽ nhận về hai thiết bị rất quan trọng cho dàn máy âm thanh đấy. Và ở thời điểm tại rất nhiều bác sử dụng âm ly nhưng thay vì việc là chúng ta sử dụng âm ly vậy tại sao các anh em không sử dụng sang những cái thiết bị đẩy vang chất lượng này. Ra chơi đẩy vang thì các bác biết rằng là cái công suất của đẩy nó sẽ khỏe hơn, chơi vang thì cái hiệu ứng vang nhại nó sẽ hay hơn và chuyên nghiệp hơn. Đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo hơn nhiều so với chúng ta mua âm ly thông thường ở thời điểm hiện tại. Anh em có thể mua một cái âm ly giá tầm 3-5 triệu đồng trong khi đó chúng ta có đẩy công suất và vang giá chỉ hơn 4 triệu thôi. Như vậy các bác sẽ thấy hợp lý hay không? Khi chúng ta sẽ có đẩy công suất làm riêng nhiệm vụ đẩy âm thanh gian loa và dòng sò LJB kép trên LA650 chắc chắn sẽ mang lại cho anh em một chế độ âm thanh tiếng nhạc sáng sạch, âm thanh sôi động và chuyên nghiệp nhất. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có 600W một kênh và đánh thoải mái cặp loa bass 20, 25 thậm chí là 30 đấy, trên dòng đẩy công suất được chúng ta chơi như này là quá tuyệt vời rồi. Một cái âm ni trên đường thì chúng ta chỉ đánh đến như vậy thôi, đúng không ạ? Và âm ni thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ không có nhiều tính năng được giống ở trên vang. Chúng ta sẽ có thêm một thiết bị vang nhại để hỗ trợ cho phần tiếng. Giá dòng vang Lê Công Tích K1380 Plus là một trong phiên bản vang cao cấp nhất tại trường âm thanh ở hiện tại rồi. Nó có tích hợp tính năng chuyên nghiệp, có chỉnh tito vít là chúng ta chỉnh tay âm thanh, tất cả chỉnh cơ hết thôi. Nhưng nó sẽ mang lại chế độ âm thanh số chuyên nghiệp nhất phục vụ các bác. Chúng ta sẽ có mic EQ nhạc EQ với các dải tần chi tiết để anh em chỉnh âm thanh dải bass, dải trung, dải chép. Mặt màn hình nằm ngay chính diện trung tâm và tất cả chức năng thông số. Chúng ta sẽ có tính năng reverb, delay, repeat các dải bass trung chép, chỉnh âm thanh, nhấn effect edit, tăng hoặc giảm để chỉnh âm thanh các chế độ vang nhại rất là dễ dàng, cực kỳ đơn giản. Khi chúng ta muốn chỉnh các phần nào chúng ta cần nhấn vào với effect edit và tăng hoặc giảm bằng cách là vặn cho em phím volume cùng chỗ ở effect edit thôi. Và khi chúng ta muốn lưu chế độ thì giữ cho em nút effect edit trong khoảng 1-2 giây, chuyển sang các mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến 16 mode tất cả anh em nhé. Đấy, và muốn về mode nào chúng ta lưu, chúng ta nhấn vào và trải nghiệm thôi, cực kỳ đơn giản. Kết hợp các chế độ lấy tín hiệu Bluetooth cổng quang AUX trong đạo truyền thống, lấy tín hiệu với TV, máy tính, điện thoại di động, 4 phím siết áp âm lượng tổng riêng biệt cho anh em dễ dàng thao tác sử dụng cách đơn giản hiệu quả nhất, đó chính là nhạc mic echo reverb. Đấy, về tổng quan nếu như các anh em chơi vang nó cũng đã hay hơn so với việc chúng ta sử dụng hát cao kỳ gia đình ở trên âm ly rất nhiều rồi. Và dòng vang này thì tích hợp rất nhiều tính năng, ví dụ có cổng quang âm ly, rất ít dòng âm ly có cổng quang trực tiếp rồi. Hoặc thậm chí là anh em mình sử dụng lại có Bluetooth không? Ít khi được chúng ta sử dụng âm ly có Bluetooth. Nó phải ít nhất là anh em phải đi cài vào đấy, và những cái âm ni mà có Bluetooth thường thường sẽ rất là đắt tiền. Nên là anh em mình chơi như thế này nó vừa tiết kiệm, nó vừa hiệu quả và vừa chuyên nghiệp hơn, đúng không các bác? Với 4.400.000 đồng thôi sở hữu ngay cho mình bộ combo sản phẩm đẩy vang, và lưu ý cho em là hàng mới các bác nhé, mới đập hộp 100% đấy, tặng dẹp kết nối đi kèm và ship luôn toàn cụ cho các anh em. Nhận hàng về các anh em được quyền kiểm tra thử hàng sinh toán, và ngay bây giờ mời các anh em lắp tai nghe và trải nghiệm chất âm của bộ combo sản phẩm đẩy vang đến từ nhà Lê Công Tích xem là 4.400.000 đồng có xứng đáng hay không để các anh em mang về phòng hát gia đình nhá. Đẩy Lê Công Tích LA650 kết hợp với vang phiên bản Lê Công Tích phiên bản KM380 Plus. Đấy, các bác thấy âm thanh không? Tiếng nhạc ra đến cặp loa bass 80 bên em, tiếng nhạc sáng sạch, âm thanh khỏe, đúng không ạ? Nó mang lại cái tối ưu âm thanh ở trên cặp loa của chúng ta chơi đẩy công suất mà tiếng nó rất là khỏe. Đấy, và 600W thì thoải mái đánh với rất nhiều cặp loa lớn rồi. Anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chế độ công suất nhé. Bây giờ đến phần rất là quan trọng mà chúng ta sẽ kết hợp âm thanh của độ vang nhại của dòng vang Lê K1380 Plus và với đẩy công suất Lê A650. Xem âm thanh tiếng mic thoát ra như nào các bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 7 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
anh em chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh của bộ combo sản phẩm đẩy Lex LA650 kết hợp với vang cơ lai số Lex Otic KM380 Plus. Các bác thấy thế nào với chất âm của bộ combo sản phẩm ngày hôm nay bên em giới thiệu và lên sóng phục vụ các bác? Các âm thanh không ạ, ngọt ngào đúng không ạ, dễ hát, dạy âm thanh echo, muốn hát echo vặn echo cho em, muốn hát reverb vặn reverb, rất đơn giản, cực kỳ dễ dàng, mang lại cho anh em cái độ linh tiếng âm thanh thoát tiếng tốt. Đây là dòng vang tiếng thanh, cái tiếng rất là bay và mượt mà dễ chịu, để anh em hoặc yên tâm lựa chọn nâng cấp ngay cho bộ dàn máy thanh gia đình của combo sản phẩm đẩy vang chất lượng, giá chỉ có 4.400.000 đồng thôi, đến từ nhà Lex Otic đồng bộ luôn. Và nếu anh em có nhu cầu ngay bây giờ, các bác liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio tại số điện thoại 0979 629 336 đặt hàng sở hữu cho mình bộ combo sản phẩm đẩy vang chất lượng cho em đang xả hàng các bác nhá.